là tôi xem chúng ta thấy nếu mà cuối năm mình ngồi mình nhìn lại mình tính tâm lại thì mới thấy nhân vật chú bằng có khi mình tưởng là anh chưa có là may chồng mình hết bệnh may con mình hết bệnh may mình xe mà không lao xuống suối mà mình không chết vân vân nhưng mà tính tâm để mình lắng tâm hồn mình lại để nhìn lại thấy rằng những ân huệ mà chú ban cho mình nên làm chứng cho mọi người để mọi người xác tín vào quyền năng và phước xuất của Chúa. Những cái điều mà Chúa đã làm ngày xưa trong tin mừng ghi lại thì điều đó ngày hôm nay vẫn cứ tiếp tục đang được làm, đang được thi thố quyền năng và phước xuất Chúa. Con chia sẻ cho mọi người. Xin chào cha, con chào tất cả cộng đoàn. Thì thưa cha, thì con cũng được ơn, con là kẻ tội lỗi mà cũng qua một chiến cố thì con mới nhận ra là Chúa vẫn còn thương con. Thì năm 2015 ấy, thì thứ 10 năm 2015 thì con của con đây, con là Lê. Con tên gì? Nguyễn Thị Kiến. Kiến mấy tuổi? 9 tuổi. Con học lớp mấy? Lớp 3. Tiến trí tuổi học lớp 3, thế còn con có gì xảy ra với nó? Khi mà con đi làm công ty về thì con nó nói là mẹ anh mẹ hôm nay hành động ở nhà thì đều dẫn con để lúc cái bối lên mắt này của con. Thì con nhìn lên cái mắt của con thì nó không có làm sao, không có đỏ. Thế con còn là chắc này nó chỉ là trẻ con thì nó lâu dẫn nhau thôi. Thế nhưng mà qua chắc để độ tầm 2 tháng sau thì tự dưng thì cái mắt cá của con nó từ từ nó đỏ lên. Thì con nghĩ là nó đi học thì nó chơi nó tung tắc mà không. Thì con mới lên đây là cho gần ta hiệu thuốc, con mới mua thuốc thì cháu nó uống nó không đỡ. Thế thì con đưa lên bệnh viện thì người ta bảo là cháu nó bị tụ huyết. Thế con làm bệnh viện một tháng thì con cứ như thì mỗi tuần là con cứ thấy nó sưng có, còn đưa đi đưa lại thì con đi thì con lại cần mất tiền nữa. Còn bác sĩ cứ cho con về, đến con cái lần sau đưa lên thì cháu thì đập viện trong vòng một tháng thì bác sĩ mới mổ cho con của con. Thì bác sĩ nói là bây giờ cháu nó mổ thì là có khi là máu nó không được cầm máu rồi nó không được lành. Thế là con thì con nhắn tin ra và nguyện cho con khi mà mổ mà tháo băng ra thì máu vết thương của nó nhìn rõ luôn mà nó khô lắm, khô hao như là lành rồi. Thì con cũng tạ ơn Chúa. Thế rồi trước khi đấy thì con khô khan là tội lỗi lắm, con cũng chẳng tập tình tối sớm mà ở đi lễ thì con chỉ đi cho nó có lệ thôi. Thế nhưng mà từ khi mà con của con nó bị bệnh thế thì con mới nhận ra là tình thương của Chúa nó thương con, thì con tạ ơn Chúa. Giờ bạn của cháu đã khám rồi chưa? Đến khi mà mổ xong thì con của con thì bác sĩ đã chuyển thử cái xét nghiệm thì bác sĩ nói là cháu nó bị ung thư. Thì lúc đấy con cũng buồn lắm mà con cũng lo, còn một phần thì con lo là con cũng mất tiền để chữa cho cháu, nói một phần thì con cũng lo lắm thì con không biết làm sao, thì con chỉ có kêu xin Chúa thôi, con xin Chúa là thương để chữa cho con của con. Thì đến khi mà con của con đi dô thuốc ở trên bệnh viện Trung Hiếu thì bác sĩ nói là con chỉ dô 14 toa thuốc rồi xong rồi thì xì xạ nữa. Thì con vẫn đi cho cháu đi, nhưng mà thì con cũng cứ kêu cứ lần con đi thì con phải đọc bàn đấu trong phòng gần phòng thương xót thì con mới cho con được đi. Thì khi mà đi thì con còn bây giờ thì nó đã hết bệnh ung thư chưa? Thì con của con thì con cũng không cho đi khám nữa, còn con đồ cho cháu nó đồ của 12 toa. Bác sĩ nói là vậy thì cháu còn thì xạ nữa. Nhưng mà con bảo là bây giờ thì mắt của con thì vẫn còn nhìn được. Nếu mà xạ thì con mắt cũng không nhìn được nữa. Thì con bảo thôi, con không xạ nữa, con cũng không điều trị nữa. Thì con hoàn toàn không có thác với Chúa, xin Chúa lo liệu của Chúa lo cho con của con. Thì từ ấy là thì con vẫn khỏe. Thế một con thì cái mắt của con thì nó sụp xuống, nó sụp xuống không có nâng được lên đâu. Thì bác sĩ lại nói là khi nào mà con nó không đô thuốc nữa thì bác sĩ bỏ cho nó để nâng suy nghĩ lên. Thì đến tháng 10 năm vừa rồi đó thì con cho cháu đi mổ để nâng cái ví lên, thì
Khi mà mổ thì có một lần đấy thôi là con phải lên mà mổ hai lần. Thì con cũng lo lắm, nhưng mà con cũng tin và tưởng là bằng Chúa thì Chúa sẽ che chở cho nó. Thì khi mà mổ lần thứ hai được một có về nhà được có 5 ngày thôi thì nó tự dưng nó rụi mắt này, thì nó lại xuống xuống, nó đứt cái dây ở bên trong. Thế là con lại đi lên mà. Thế thì cho mổ thì cháu lại còn bị sốt nữa. Thế là con cũng lần hạ về tận xin Chúa thì Chúa cũng lại cho con rồi, cho con được khỏe mạnh. Rồi con đã nhận món quà xuân lòng Chúa Giêsu Christ. Thầy thưa chị em, Chúa chưa tắt cho đứa con sáng mắt ra để mắt tâm hồn của người mẹ được mở ra. Đó mới là điều quan trọng. Cái ung thư của đứa bé nó không quan trọng bằng ung thư của người mẹ, ung thư tâm hồn. Khi mà mình khô khan, khi mà mình nguội lạnh, khi mình thờ ơ với Chúa, cái đó khó thể hiện. Mà cái mắt tâm hồn mình không sáng ra, dân đang ngồi trong bóng tối được thấy ánh sáng. Mà làm sao mà thấy được ánh sáng, đôi khi Chúa phải dùng một cái biện pháp rất mạnh. Mở đèn sáng vừa nó không chịu, nó phải đèn pha thật mạnh, sáng dưng lên mới mở mắt ra. Đôi khi Chúa phải dùng một biến cố mạnh, đứa con này bị tai nạn như vậy, đứa con này bị ung thư như vậy, nó không còn cái đường nào để có, được có tỉnh táo ra chưa? Hay là cứ kinh sách thì chẳng còn chẳng đọc gì cả, cứ đọc cái tiền, cứ đừng cứ đừng đừng như vậy. Cho nên cứ Chúa phải chiếu sáng ra bằng những biến cố rất mạnh mới tỉnh ngộ ra được tên chị em. Cái quan trọng đó, cái sáng của tâm hồn đó. Và đôi khi Chúa phải dùng biện pháp rất mạnh, một cái biến cố, một tai nạn, một sự cố mà mình nghĩ là chết chắc rồi, không còn đường nào thoát rồi, lúc đó mới mở mắt tâm hồn ra, mới chịu ngồi trong bóng tối và thấy được ánh sáng Chúa chiếu soi vào mình. Có đôi khi chúng ta thấy mình cứ đời sống mình bình bình như vậy, chẳng cần có Chúa. Ta thấy là Chúa chưa? Còn bỏ Chúa nữa không? Ta sáng mắt rồi chưa? Sáng mắt rồi. Con sáng mắt rồi đi về mong. Đi về mong để bà tiếp tục đưa những người đang ngồi trong bóng tối thấy được ánh sáng của lòng Chúa thương xót cho anh chị em. Hôm nay chúng ta đã được cảm nhận được lòng Chúa thương xót qua những cái biến cố mà những người anh chị em đã lên chia sẻ với chúng ta, qua những người bạn trẻ mà đã cho chúng ta cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào. Còn rất nhiều người đang ở mức giơ tay lên để mà chia sẻ lập chứng, nhưng mà rất tiếc, xin lỗi anh chị em, thời giờ không có cho phép. Cuối năm rồi ai cũng mong có nhất nhà nhất nhỏ muốn về rồi. Tôi cũng nhất nhà nhất nhỏ mà vân vân và vân vân ai cũng nhất nhà nhất nhỏ. Thì chúng ta để dành cả một năm mà còn nhiều dịp gặp gỡ, còn nhiều dịp chia sẻ với nhau. Lòng thương xót của Chúa vẫn luôn luôn ở với chúng ta. Nếu mà mình chấp nhận để cho Chúa đến và dùng ánh sáng lòng thương xót chiếu soi vào mình, có khi bằng một cái biến cố đau thương lắm, có khi bằng một cái chuyện mà mình bị phá sản, có khi mình bị thất tình, có khi là mình bị ung thư, có khi là mình bị tai nạn, mình bị oan khiên, bị đủ thứ hết, mà có khi lúc đó mình mới chịu mở mắt ra, ánh sáng Chúa phải dùng đèn pha cực mạnh và mấy chục ngàn watt chiếu vào, thì lúc đó mình mới chịu mở ra. Còn kể lờ chuyện bình thường một ngày như mọi ngày, con chẳng cần có Chúa, con vẫn sống có sao đâu Chúa ơi. Mà lúc mà mình gặp cái biến cố tại ương gì đó, mình mới giật mình thấy à không xong rồi. Vậy thì còn đến tâm này nhìn lại một năm vừa qua, những biến cố sẽ đến cho mình vui buồn sướng khổ đau thương và giận, xin Chúa cho con thấy được đấy là dấu chỉ lòng thương xót Chúa soi vào trong con người của con đang ngồi trong bóng tối của tử thần, của sự chết, của giận hờn, của ghen ghét, để con mạnh dạn bước ra vào ánh sáng của Chúa. Con đem ánh sáng lòng thương xót Chúa đến chiếu soi những người còn đang ngồi trong bóng tối của giận hờn, ghen ghét, tham sân si, buồn phiền, chán nản lo. Nào anh chị em đâu, mỗi người chúng ta hãy cầm lấy cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Cầm lấy cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Ở trong này Tết anh chị em dành thời giờ để